rồi. Còn câu nữa. Tự nhiên mình bí rồi. Bí thiệt. Không ai thì nói chứ số 18 anh quên. Anh nói nó còn một cái khúc sau nữa thì quên cho nghe. Vui. À lấy cái hộp quà của tôi vậy. Giang này. Cái gì vậy? Quà đi con. Ê đừng có xé rách đi, họ thả đây lại. Đừng xé em. Thường có mấy đứa mà nó yếu vía đứng mấy gần mấy người đẹp nó run. Thì xem nó xem đẹp. Ý xem là người đẹp nó không sao. Không, nói chung là mình tự sướng rồi đó. Sao nhẹ nhàng có vẻ bạo lực như Thanh. Bây giờ nhẹ nhàng mới vậy. Sợ hư cái hộp. Người ta đi chị khôn. Con bé này nó sợ hư cái hộp mất giá. Tự nhiên cái nói à. Thôi cho nó ly, nó khui cho nó mặt bào. Xé lại luôn. Xé luôn đi. Con ơi, thấy con làm. Làm như ở trong dán luôn rồi. Vậy là không phải mình đang Thanh bạo lực rồi. Nhưng mà chú thấy không theo. Đó, trong dán luôn. Không biết cái này là của đứa nào rồi. Ai? Tên luôn rồi hả? Nói chung lại mà. Ai vậy? Đâu? Chị Trang. Phải. Trời ơi. Treo. 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 Ghét. Direct mà. Ghét mà. Direct mà. Lát nữa đổi cho chú đi con. Trời ơi. Cái này mấy chú đã không chạy được. Em chụp bằng tặng rồi. Direct. Direct. Dạ hả? Có đu rác thiệt hả? Anh Giang là chặt luôn hả? Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Trời ơi, cầm về nhà ba má thấy rồi. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Cái này cũng hàng Đà Lạt. Hàng Đà Lạt. Hà hà. Em biết xài không? Bây giờ tới ai tới Nguyên hả? Con chưa. Trang. Mày. Con khỉ bồng con lên non mà hái trái. Anh cảm thương nàng là con gái mồ côi con số một ơi. Đây học cái chỗ đọc cái gì vậy? Trời ơi. Rửa vô cái. Phải móc. Má ơi, đu rét hả? Play nữa nè. Play. Play ra cho game đó ấn play. Chơi. Nghe nhạc lâu lắm play rồi. Bây giờ thì tưởng đâu sửa rửa mặt. Có kèo anh. Chúc mừng em hát thì ơi. Ai ép lấy cái hộp của tôi vậy trời. Chúc mừng em. Quyền kìa. Bây giờ nó còn 7 thôi chứ em nhận được. Nó còn gà 7 nữa mới chết. Nó làm gì mà nó nói thằng kia thoát nạn. Như vậy là những cái quà này là có nạn rồi. Hả? Số mấy? Cái thường thường cái người mà nhiều chuyện người ta kêu là cái gì? Số tám rồi đó. Số tám. Rồi cái này phải chết. Cái đang cởi.
Không, nó chụp trên này thôi, đâu chụp dưới đâu, khép với hai càng ngã. Cậu râu thiệt. Tao nhìn là tao biết luôn. Cậu râu cái cậu khác gì. Phải, quả nơi đang có nhu cầu. Chiều nay đỡ mua hộp dao lam. Chị Lan đi. Bé này nó máu ô. Bé Hạnh á. Đây máu ô nè anh. Chân vô không, máu ô mà nó hoa chút xíu bông về. Ô này biết ô cộng ô trừ gì lắm. Số 3. Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô. Có kẹo à? Số nào mà nói là
Em thích số 21. Đó. Là số gì? Ai chưa? Em biết rồi. Thúy Kiều. Thúy Kiều. 21 nè. 21 nè. Thúy Kiều. Đúng rồi. Thúy Kiều. Thúy Kiều. Rồi, cho em gửi chị qua. Cái này không biết có sự sắp xếp gì hôm nay.
vẫn còn chị Duy chưa bóc mà đúng không? Chuyển về một qua ba một đi, một qua ba ha. Mấy cái hộp này đi rồi xong một thêm một cái ly về cơm banh nữa rồi hai người đó mới tỷ đồng mới cho bỏ đó hai người lắm bây giờ cùng đây về cơm banh nữa anh em ơi em ơi em cùng ly đi cùng ly bây giờ hai cha con mình đúng không sushi cho nhanh tại vì á là về mặt nguyên tắc á là nhân viên xong là mới tới sếp, sếp là dớt chót đúng không, nhưng mà chắc ba hy vọng là số 4 còn lại là của ba 24 ba số 4 thiệt luôn. Người hạnh phúc nhất là chị Uyên. Hạnh phúc nhất ở đây là chị Uyên. Em thấy giống như có sự sắp xếp vậy. Người nào cần á.